Nam Ngãi Bình Phú là một trong những căn cứ địa được hình thành từ thời Việt Minh. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên sau ngày chia đôi đất nước vẫn là những vùng sôi động, có nghĩa là nhiều nơi ban ngày là quốc gia, ban đêm thì cộng sản. Nhiều người dân trong vùng này vẫn lén lút tiếp tay cho cái gọi là kháng chiến chống Mỹ. Sau năm 1975, rất nhiều người trong số họ đã được ban cho những cái danh hiệu hữu danh vô thực. Nay thì những cái danh hiệu anh hùng chống Mỹ, bà mẹ Việt Nam, anh hùng v.v. không thể cản được các xe ủi, xe bốc đất kéo tới giải phóng trong ngoặc kép đất đai của người dân. Hoàn cảnh nỗi đau, mất mát của những người dân Bình Định này trở nên khá phổ biến trên cả 63 tỉnh thành toàn quốc. Hãy nghe những người dân Bình Định này nói gì. Kính thưa bác Nguyễn Phú Trọng, kiêm trưởng ban phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương, bác Phan Đình Trạc, Phạm Minh Chính, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, cùng các ban ngành cơ quan ở Trung ương. Tôi là Dương Mạnh Tiến, ở tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tôi có một lô đất và ngôi nhà ở tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định từ năm 2003 cho đến nay. Chính quyền địa phương ba cấp tỉnh Bình Định, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đưa lực lượng ra ủi nhà, cưỡng chế nhà cửa, đất đai, tài sản của tôi từ ngày 9 tháng 3 năm 2021 tới nay chưa đền bù. Hiện tại tôi còn đang thưa kiện và gửi các cơ quan ban ngành ở Trung ương cùng với 41 hộ dân, 40 hộ dân trên mảnh đất này. Đến nay vẫn chưa được giải quyết, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ cho máy múc, máy ủi ra làm công trình trên đất của chúng tôi chưa được đền bù. Thật là phi lý, là hết sức là ngang ngược. Về đề nghị là quý cấp Trung ương vào cuộc điều tra. Đất nhà của chúng tôi đang ở mấy chục năm, bây giờ ủi ra là cho rằng là đất trống, đất hoang, đất chưa sử dụng, chôn vùi nhà cửa, đất đai cây trồng của chúng tôi ở dưới lòng đất như thế này, thành một bãi sa mạc, dân chúng tôi đi kiện đi thưa chưa được đền bù. Nay đưa công trình ra, đưa lực lượng là mấy múc mấy ủi đồ ra để thực thi công trình trên mảnh đất của chúng tôi. Tôi đang đứng tại cái mảnh đất ngôi nhà tôi là trước đây tôi đang ở và bị cưỡng chế và phá vỡ chôn dưới lòng đất đây rồi. Cũng mong quý cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ giúp cho dân oan thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đưa người ra là cắt chòi cắt trại rồi đưa cái máy múc ra đây là để thực hiện công trình. Tôi có được hỏi thì nói là làm công trình được làm công trình khu quy hoạch dân cư, trong khi đó là dân của chúng tôi ở là mấy chục năm rồi thì ủi phá không đền bù, không có cái lệnh của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ ban hành. Giờ tôi đang kiện thưa thì chấm dứt khiếu nại tôi. Có cái lực nào mà chấm dứt khiếu nại của dân khi là dân còn oan ức? Bây giờ nhờ cộng đồng mạng, nhờ quý cấp lãnh đạo Trung ương là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ là về điều tra gấp tỉnh Bình Định, điều tra gấp tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, nơi là cái ngôi nhà lô đất của tôi đang ở trước đây. Hiện tại là hồi trước là không có hồ tôm, tôi ở chưa có hồ tôm. Bây giờ hồ tôm là hoạt động bình thường, là hồ tôm là gây ô nhiễm môi trường, phía bên kia là ô nhiễm môi trường, sải rác xả ra ngoài biển, xả rác thải, xả nước ô nhiễm nhưng mà vẫn cho hoạt động. Người ta có tiền là bỏ ra làm việc đó. Còn chúng tôi không có tiền, không có bìa đó là cho ở trái phép từ năm 2003 tới nay mà là trái phép. Dân chúng tôi thật sự là rất oan ức. Đây, biển đẹp xanh tươi như thế này, dân ở thì không cho mà hồ tôm ở, xả rác thải ô nhiễm môi trường nước. Về cái quý cấp cơ quan lãnh đạo Trung ương về vào cuộc điều tra gấp.
gấp gấp cho dân chúng tôi được nhờ, đó là trồng trụ điện. Rồi bây giờ thực hiện công trình là nói là phân lô bán nền, khi trong khi là chưa có trả lời gì, chưa trả lời văn bản của trung ương, dám chấm dứt khiếu nại của dân, rồi chưa có đền bù gì một đồng một hào một cách gì cho dân hết. Bây giờ đưa mấy múc mấy ủi ra là thực hiện là phân lô bán nền sai quy định. Bây giờ đề nghị là quý cấp lãnh đạo trung ương là gấp rút về điều tra tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, không để tình trạng phân lô bán nền sai định. Yêu cầu quý cơ quan trung ương, chính phủ, quốc hội và các ban ngành của bộ công an, thanh tra chính phủ về tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ điều tra cái khu đất này. Trước đây là cái khu là giãn dân đi kinh tế mới, một số người dân thì ở ổn định đầu dưới kia, còn một số là chuyển nhượng lại cho người khác, và một số là vô khai quang phục quá ở các nhà từ 2003 trở đây là cho rằng là trái phép. Những người mới qua ở sau tôi, cụ thể là những người là bà Hà, bà Việt, bà Kim, ông Lai, là đi qua ở sau tôi bỏ tiền ra làm sổ đỏ thì được ở ổn định, không bị ủi phá, và nhiều người khác nữa, không phải là những cái người đó. Còn tôi ở mấy chục năm thì kia cho rằng tôi là mới cắt nhà, mới chiếm xí đất quan, chưa sử dụng, chưa qua sử dụng này kia nọ, dám làm láo báo cáo sai với trung ương. Bây giờ là đề nghị là quý cấp trung ương là về điều tra gấp, chứ không có để cho những người dân oan ức như chúng tôi là chịu thiệt thòi. Ở trên mảnh đất chúng tôi ở mấy chục năm rồi thì bây giờ là phải điều tra cho lực lượng những người có tâm, có đức, có tài về điều tra, chứ không có để cho dân chúng tôi bị thiệt. 8-9 hectare của dân là bây giờ là bị ủi phá làm thành một cái bãi hoang sa mạc từ năm 2021 tới nay. Bây giờ mong cái cơ quan ban ngành nhà nước ở ngoài phía quầy mặt trời lạnh, mặt trời mọc đây, là hai bên đường đây là hồ tôm, nuôi tôm xả rác ô nhiễm môi trường, thúi hâu, môi trường nước thì bị ô nhiễm, làm người dân là bị độc, bị hại, nhưng mà vẫn còn hoạt động vì có tiền bỏ ra làm sổ, làm sách, làm có tiền là bỏ ra làm kinh doanh. Còn người dân chúng tôi là không có tiền để làm một quyển sổ đỏ. Bây giờ là trong cái dãy đất này là 41 hộ dân của chúng tôi là rất là oan ức. Quý cộng đồng mạng quan tâm chia sẻ giúp dân oan tỉnh Bình Định, dân oan của thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ. Cái công trình này là công trình là chưa được phép, chưa ai cấp phép, và cũng không có cái chữ ký của ông lãnh đạo nào mà cứ hiên ngang ra là làm, là tự ý tự tiện cắt chòi cắt trại và đưa mấy múc mấy ủi ra làm, trong khi đó người dân đang kiện thưa tại trung ương, Hà Nội và trong tỉnh. Không phải là dân là chưa được giải quyết mà tỉnh với huyện với xã có quyền được làm. Đại diện nhà nước là ông nào mà tại sao là đại diện nhà nước lại được quyền là lấy đất của dân để phân lô bán nền? Ở ngoài đây là từ trên chí dưới là toàn là hồ tôm ở mặt ngoài, nuôi là tôm là thả ra là chất độc hại ra biển, ra ấy, không có bể chứa, gây ô nhiễm hầu thúi. Còn dân thì ở lại đi ủi phá là kêu là làm công trình quy hoạch khu dân cư. Tại sao dân nó đã ở trên đấy rồi còn quy hoạch khu dân cư? Nhưng chúng tôi đòi hỏi là ai là người ký quyết định khu quy hoạch dân cư thì
xã, huyện, tỉnh không có đưa ra được cái chữ ký. Đưa ra được cái chữ ký để chúng tôi gửi lên lãnh đạo ở Trung ương. Chúng tôi đang kiện hồ sơ là Trung ương gửi về là đề nghị tỉnh Bình Định là phải giải quyết theo độ đúng thẩm quyền, nhưng tỉnh Bình Định là dám đi chấm dứt khiếu nại của chúng tôi. Trong khi là trưởng ban phòng chống tham nhũng là ông Hồ Quốc Dũng chưa có ký quyết định. Nhưng mà ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch thường trực tỉnh, lại đi ký quyết định là chấm dứt khiếu nại. Thật là vô lý. Bây giờ là tôi là Dương Mạnh Tiến ở tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Rất là oan ức, rất là bức xúc. Đất của tôi ở là từ năm 2003 mà dám nói là mới cắt nhà, rồi dám nói là tôi lấy đất của ông già tôi đi kiện đi thưa. Ông Nguyễn Tấn Thành làm việc là không trung thực, giấu đảng như lừa dân. Bao chia cho ông Hồ Ngọc Chánh, bao chia cho ông Nguyễn Văn Dũng, bí thư tỉnh, bí thư huyện ủy, huyện Phú Mỹ. Đi xuống là ủi đất, ủi nhà của tôi cùng 40 hộ dân để phân lô bán nền. Sai quy định của nhà nước. Trong khi là Trung ương chưa giải quyết thì đưa lực lượng là ra là như thế này. Bây giờ tôi là kính mong là quý cấp Trung ương là vào cuộc điều tra gấp tỉnh Bình Định, nhất là ở tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Có vụ việc là tham ô, tham nhũng tiêu cực, nhưng mà không chịu về là các quý cấp là xã, huyện, tỉnh là tham nhũng tiêu cực, không giải quyết cho dân gửi đơn là không giải quyết, cứ cho rằng